Đấy, đây nha mọi người nha. Đây là con cá chuồn à. À, con cá cá thu. Và anh em mình đã làm xong nha. Bây giờ sẽ anh còn nhúng cái đầu về nó ngốc lên. Đấy. À, rồi rồi đem trứng sang đây, đem trứng sang đây. Đem trứng. Đấy. Trứng đâu? Đấy đấy. À đây. À, trứng này, lấy dao với đấy để úp cái trứng nó lại. Trứng với dạ dày nó nha mọi người nha. Cái này sẽ cho vào đây. Đó. Riêng cái khoản bầu trứng để ăn chắc là phê lắm đấy anh em ạ. Một mảng thôi đấy, úp lên đây, úp lên đấy, không cần úp trứng, không cần úp trứng, trứng nó lâu chín hơn. Đó. Ok. Rồi. Sẽ nướng như đúng như cái những cái video trước anh em mình nướng chấm đen nhé mọi người nhá. À, úp lại và chờ đợi nó chín. Đấy. Đấy kia chắn vào những cái chỗ hở. À đem đây. Rồi được rồi. Chắn cái gió để cho cái nhiệt nó giữ tốt nhất nhá mọi người nhá. Cái này nữa đây. Thì nó sẽ ngon lắm đấy mọi người ạ. Rồi, ok bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. Chờ đợi mình nghĩ là cái cá này nó sẽ nhanh chín hơn đấy, tại vì cái thịt nó mềm lắm. Nó mềm. Nhưng mà chỉ sợ là nó lạnh, lúc nó lạnh nó chưa hết lạnh thôi. Nhưng mà mình ngâm nước thì cũng khá là hết rồi. Khá là đỡ rồi. Đợi thôi. Đấy. Test thử xem sau khoảng 20 phút nó như thế nào nhé mọi người nhá. Ôi, chưa chín. Chưa ăn thua. Chưa ăn thua mọi người ạ. Ôi, ruột được rồi. Chưa ăn thua. Ruột chín rồi. Ruột khả năng ruột. Trứng thì chưa chín. Trứng thì chưa chín đâu. Hãy cắt con ruột trước nhỉ. Chưa chín nốt. Chưa chín. Chưa chín. Đấy à, úp lại tiếp nhé mọi người nhá. Để đốt trên nóc nha mọi người nhé. Cho nó chín đều trên nóc nữa. Đây là đông tây kết hợp nha mọi người nhé. À, ở dưới cái lượng nhiệt nó tỏa lên hơi ít. Thế nên là mình quyết định là chơi thêm cả ở trên nữa để cho nó chín đều con cá. Con cá mặt trên nữa. Mặt trên nó sẽ không có nhiệt lắm bằng mặt dưới. Thế nên là chơi lên mặt trên vài mùi rơm nữa cho nó nóng bỏng luôn. Bắt đầu em ngửi thấy mùi thơm lắm như này ạ. Chắc là ngon lắm đấy mọi người ạ. Và sau đây sẽ là kết quả của việc đông tây y kết hợp nha mọi người. Thơm lắm này nhỉ. Giống kiểu em ngửi thấy giống mùi cá cắn nục kho ấy. Cá thu kho ấy. Nào cậu báo. Hơi thì đã ngắn rồi mà thích thể hiện nào đấy nha. Nóng phỏng wow được đấy anh ơi, nhìn ngon ui nhìn trứng này, trứng nhìn sướng chưa. Lòng này. Đó. Wow, bây giờ làm còn sao đây để cho nó ra cả con ra đây nhỉ? Nhấc cái này lên. Cả con ra đây này. Đấy, cầm kia. Cầm bên này kia. Nào. Nào, ra. Ấy. Ấy. Mắc. Cái gì đấy? Anh buộc. Rồi, ok. Ôi giời ơi. Hấp dẫn chưa mọi người ơi. Tuyệt vời đấy nha. Ui trứng nó này. Để thế này mà ăn anh ạ. Ờ để nữa. Chín hết rồi nha mọi người nha. Chín đẹp luôn, da nó giòn này. Ấy ấy, mật ấy. Ấy. Đấy đồng tây kết hợp quá là đẳng cấp luôn. Thơm nha. Đây. Đi anh em mình lấy tẩu ăn đi. Cho vào vườn rau này. Hái rau luôn. Ok nha mọi người nha. À quả cá nó gọi là gì nhỉ. Cá thu úp
úp nồi, đốt chảo. Đã thành công rực rỡ. Chờ nhân cái đến cái giây phút này. Xem ở bên dưới nó có cháy không đã nhá. Nào, tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời luôn đấy anh em ơi. Đây, không cháy nhá. Đấy, thấy chưa? Vàng vừa khéo đẹp nhá. Mình không muốn bóc lên nữa để nguyên đây để ăn cho nó sang mồm. Đấy. Đây. Bây giờ sẽ test cái hai cái bầu gọi là bầu trứng lưu đạn. Lưu đạn. Ui. Đi. Trời ơi. Mời mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Ngon chưa mọi người? Thử xem nào. Vừa muối chưa? Nhìn như kiểu hai cái xúc xích kia nhỉ. À. Ăn như lạp xưởng. Ngon. Không. Cái vỏ nó dai. Đắng đắng đấy. Chắc của chỗ của em bị ngấm mật. Dính mật sao? Chỗ này bị vỡ mật hay sao ấy? Bầu này bị vỡ mật hay sao anh em ạ? Đặc trứng lắm mọi người ạ. Được. Trứng khá là ok nhé mọi người nhé. Nhưng mà nó đặc đặc kiểu gì ấy nhỉ? Nó mặn kiểu biển ấy. Nó mặn kiểu vụi hay là sợ. Bây giờ sợ nhất là cái là mình ướp con cá nó bị mặn. Đây mình sẽ sợ bỏ ra. Đây, chỗ nào da giòn nhất này. Đây. Đây. Đây, chỗ này này. Đấy. Đấy, thấy tiếng chưa? Da nó lại úi rồi. Úi. Món này mình chắc ăn thử cơm mà. Em lại thử đấy. Em ăn nó cũng bở bở đấy. Cũng em ngon nhưng mà không ngon bằng cá mình cả. Em thử món này, quả này rẻ thịt luôn này. Nó cứ bở bở nhỉ. Quả này giống thế ấy. Hả? Ăn giống là chú vị kho luôn đấy. Tại vì cái vị đặc trưng của quả này rồi. Thằng cái vị cá này khó mọi người ạ. Kho cũng ngon mà, nướng cũng đấy đấy. Đây là bộ ruột mà nhá. Mình, anh em mình là thích nhất là cái ruột cá. Tại bộ ruột nó, tức là những cái gì ngon ấy thì là phải xuất phát từ trong tấm lòng phát ra. Đấy, nó sẽ vừa ngon vừa gì nhỉ. Tấm lòng đẹp là một tấm lòng ngon. Đấy. Tấm lòng mà không đẹp thì nó biết đấy. Ngon phết. Ngon, mà ăn nó cứ hay hay kiểu gì á. Nó đậm đậm á. Lòng cá. À, tí nữa anh em mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để có một tấm lòng đẹp. Tức là trị bệnh dạ dày ấy. Nó gọi là bình thường mọi người hay bị trong ngực dạ dày đấy. Mà ăn vào hay bị chớ chứ. Để có một tấm lòng đẹp cứ tin mình. Ngon mà. Nhưng này ngon hơn trứng. Anh em mình có công thức gia truyền của dân tộc Mường chuyên trị những gọi là tấm lòng xấu để mang lại một bộ lòng đẹp. Đó. Những cái con cá ở nước biển này mọi người càng phải nên ăn. Không phải nên ăn mà nên ăn hơn cá nước ngọt. Tại cái nước bốc ngọt là nhiều con ăn tạo ăn bẩn hơn này. Ngoài biển thì nước nó sạch. Không phải. Nhưng mà nó vẫn không được ngon bằng ruột cá trôi. Giống hệt ruột cá trôi luôn này. Nhưng mà không được ngon lắm bằng ruột cá trôi luôn nhá. Ruột ngon nhất á. Ruột ngon mất nhưng mà nấu lên ấy. Nấu với mẻ các kiểu á. Ruột cá lóc. Này, ngon nhất ấy là dạ dày cá. Chim á? Không, dạ dày cá. Cá nheo. Đấy, chuẩn, dạ dày cá nheo suối. Úi dồi ôi. Rồi, test thử xem cái dạ dày con này xem nào nhá. Con này có bị trong ngực dạ dày không nhỉ? Xem nào. Ok. Ui, nướng khô luôn. Ngon không? Em nhớ. Ngon rất đấy. Giòn. Giòn giòn. Con này dạ dày, không bị dạ mỏng. Ui. U. Con này bị u dạ dày thôi. Không được, phải chữa ngay. Chữa ngay. Ruột thừa. Ruột thừa. Ruột thừa thì chịu rồi. Giờ mình sẽ đả cái cánh con cá này nhá.
lên em ơi. Để em nằm. Nào giữ. Giữ. Ui, bà, giữ. Đấy, giữ nha. Ây. Wow. Lên hàng kìa. Hàng cháy không? Táo vào tay. Rồi. Ui dồi ôi. Má. Không bị cháy nha mọi người nha. Ơi. Ui, bốc hơi này. Nhưng mà cá này kho sẽ ngon hơn là nướng ấy. Có gì ngon lắm ấy. Ừ. Biết đấy, anh em mình nướng rừng mẻ nhờ. Ừ. Nướng rừng mẻ thì hợp lắm đấy. Rừng mẻ hợp. Tại vì tại cái ông bán cá mà. Món cá bảo là nướng mỏi. Nướng không? Tức là cho lên nướng không gia vị. Nó nhẹ ướp rừng mẻ thì ngon. Nhưng mà nướng thế này cũng gần như nướng không, tại vì gia vị của anh em mình rất là nhạt. Mình cho rất là nhạt. Ăn, ăn cũng ngon mà. Khá là ok. Ăn thịt vậy là. Nếu mà so với giá, về giá 80.000 một cân với lại cá chấm đen thì cá chấm đen ngon hơn. À mà chấm đen hơn 100.000 một cân. Cá chép, so với cá chép đi. Vậy cá chép thì cá chép mà ngon hơn. Hay là mình ăn đồ biển nhiều nó ngán nhỉ? Cái này mà kho ngon hơn cá chép. Kho ngon, ngon hơn chấm đen nữa. Nói chung là tùy cách chế biến mọi người ạ. Không thể khẳng định được là con này không ngon bằng con cá chép được. Tại vì có nhiều cách chế biến không. Con cá mè nhá. Con cá mè là con cá rẻ, có mười mấy nghìn một cân thôi. Nhưng mà con cá hơn cân, con cá mè hơn cân ấy, rơi vào độ tầm 20.000. Làm gỏi ăn ngon hơn cả cá hồi. Đấy. Nhưng mà lại tùy khẩu vị nữa cơ. Đấy. Nó không thể khẳng định những cái gì được. Đây. Mao đệ thích nhất là mút mắt. Vâng, mình sẽ ui mắt cá ngừ đại ngư. Mắt giống mắt cá ngừ này. Ui, mình sẽ bóc nguyên để im để cho Mao đệ nó thưởng thức nguyên một cái mắt này nhá. Cẩn thận nổ nước nhá. Không được nổ nước. Đừng có nổ. Mắt lợn mắt liễu này không được muốn nổ nước. Rồi, ui. Ui. Từ, hai miếng rau đi không đấy. Hai miếng rau đi tao thổi cho. Thổi cho Mao đệ nó sẽ làm cả quả mắt này nhá. Thôi. Nguội mất tanh mất à? Nướng lên không tanh mấy đâu nhá. Có làm tí muối không? À, không tanh. Không tanh đúng không? Úp lại, nhìn cho nó. Không, ngửa ra. Đấy, cắn. Ngửa ra cắn nó mới phập một phát. Quấn cái này xuống đấy để cho mọi người nhìn rõ con mắt. Cho một ít muối to, muối hành lên nè. Mặn chết cha mày. Mời tất cả mọi người nha. Úi dồi, hoài bố cái óc mát rồi. Tình hình ngon không? Để ta làm cái mát. Đáng đầy mồm ăn cửa tình hình. Mát làm gì có sướng? Cái màng mát. À, gọi là, nó gọi là gì nhỉ? Con người. Béo lắm mà. Béo á? Ngon. Được, mình sẽ thử tách cái phần bộ óc nó ra xem nó có giống cá chấm đen không nhá. À đây có óc hay mang đấy. À mang mình cắt hết rồi mà. Đây là óc nó đấy anh em ạ. Thịt. Thịt. Cái phần thịt này nhạt lắm. Phần thịt này nhạt. Mấy cái trắng ở đoạn là xương này, xương lưng nó ngọt lắm. Ngọt. Tuyệt vời luôn. Mấy cả con cá đông lạnh nó sẽ giảm chất lượng gì bao nhiêu luôn. Thank you.
ngọt mà. Tuy nướng kiểu này không ngon bằng chấm đen nướng, nhưng mà vẫn khá là ok mọi người ạ. Mọi người biết tại sao anh em mình ăn nhiều và uống rượu, như mình uống rượu khá là nhiều. Có những tuần đó 5-6 bữa rượu mà bụng anh em mình vẫn chắc khỏe. Ai mà bị đại tràng này, hay là đau dạ dày, chớm viêm lết dạ dày nữa, đau hạng vị, các bệnh về dạ dày nhá, thì nhớ xem hết video này nhá mọi người nhá. Phải chữa đi, sắp Tết rồi phải uống rượu nhiều đấy. Ra Tết mà lại hỏng cái dạ dày nữa thì chết. Không thì cứ vừa đi vừa gọi. Đấy là trào ngược dạ dày. Đấy, nhiều khi mình bị trào ngược, khổ lắm. Đánh răng còn nôn quê quạc ra.